Xin chào mọi người, rất hội viên YouTube xin chào mừng hội viên mới Đinh Thị Hạt. Xin cảm ơn bạn Đinh Thị Hạt đã đăng ký tham gia hội viên group YouTube để ủng hộ app. Cảm ơn Đinh Thị Hạt rất nhiều. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm tập 233. Trác Phạm thấy vậy thì cười nhạt, âm thầm gật đầu. Xem ra hắn đã học được không ít từ chỗ viên lão. Sư tử vồ thỏ, đó là lúc nó đói, đã không đói bụng cần gì phải nặng nề chứ. Trận thứ tư, Sở Phương Thành đối chiến với Lục Hạt. Trưởng lão Bình Phán hét đến. Vân trưởng lão vội vã đứng dậy nói: Khởi bẩm trưởng lão, Huyền Thiên Tông thỉnh cầu bốn người đối chiến, quyết một trận thắng thua. Cái gì, bốn người sao? Dương Sát không khỏi giật mình. Bốn người đối chiến, chẳng lẽ hắn có trận thức bốn người hợp kích sao? Đối với thực lực tông môn, có sự xuất hiện của cao thủ đúng ra là rất trọng yếu, nhưng nếu có một bộ trận thức phối hợp có thể rong đuổi thiên hạ thì sẽ là nhất đại chiến lực, thậm chí còn quan trọng hơn cả thực lực cá nhân. Cho nên song long hội đối chiến có một ngoại lệ, nếu có trận thức phối hợp xuất hiện sẽ ưu tiên trận thức đối chọi. Ma Sắc Tông cũng có trận thức kiểu này, chính là như Ma Sắc Tứ Quỷ, Khô Vinh Ngũ Lão, bọn họ đều từng tập luyện trận thức. Đáng tiếc bọn họ không còn cơ hội tham gia song long hội. Bây giờ Huyền Thiên Tông xuất ra trận thức này đúng là một cơ hội tốt. Trận thức ra sao, xưng tên ra. Trưởng lão Bình Phản hỏi. Và trưởng lão vội vã dâng lên một khối bọc giảng, cao giọng nói ra: Đây là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận mà tông chủ tông ta hợp tác với mấy trăm trưởng lão công phục cùng sáng tạo ra, chính là cảnh giới hợp thiên địa chi uy, ngũ hành chi khí, sáng tạo tứ phương không có kẽ hở, cần bốn sử nữ có thể chất kỳ dị khác biệt cùng tu tập, chính là hợp thiên địa hỗn độn, âm dương hợp nhất chi ý, bốn người cùng liên thủ thành một khối vạn phu mạc đương. Trưởng lão Bình Phán bay đến trước mặt hai vị chí tôn, khom người trình lên nói: Hai vị chí tôn xin cho chí thị. Hắc Nhiệm chí tôn xem qua một lượt rồi đưa lại cho Bạch Mi chí tôn, cười nói: Có chút thú vị, có thể xem. Nếu trận thức này tốt thì chính là phúc của Tây Châu. Bạch Mi chí tôn xem một hồi rồi cũng gật đầu. Được ra hiệu, trưởng lão Bình Phán lần nữa trở lại chiến trường, vung tay lên cất giọng cao giọng nói: Huyền Thiên Tông tiến lên, Ma Sắc Tông cũng lên đài. Vừa dứt lời, Sở Khu Thành tay cầm hàng quang kiếm, Thủy Nhật Hoa, Đan Nhi cùng một nữ tử áo xanh chậm rãi lên sân, trong tay mỗi người đều xuất hiện một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng khác biệt. Dương Sát run run hắn cắn môi, sau đó nhìn ba người sau lưng, Thiết Ưng, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu: Hay già, tính sai rồi, không ngờ bọn họ còn chuẩn bị trận thức hợp kích song long hội lại còn ưu tiên loại trận thức này có thể tăng cao thực lực võ giả. Trên cơ bản chỉ cần có tâm môn xuất ra thì hai vị chí tôn sẽ cho thông qua, mà rút thăm quyết định đối thủ một cách tự nhiên sẽ trở thành người thử nghiệm cho trận thức này. Điểm số thì vẫn tính là của bốn người, nhưng bốn người lộn xộn đi đối chiến với bốn người đã luyện tập được hợp kích trận thức thực không có ưu thế gì, nhất là trong này trừ Lục Hạt là hóa hư cảnh, ba người còn lại đều là thành chiếu cảnh, đơn đã độc đấu đều chưa hẳn thắng được đối phương, huống chi là bây giờ. Một khi đối phương thắng được, có thể lập tức đoạt được 8 điểm, ngang số điểm với bọn họ. Vân lão đầu, người chỉ đang chờ giờ khắc này đúng không? Dương Sát như muốn đái ra máu, hung ác nói: Lục Hạt, lát nữa người ra tay, không được lưu tình, yên tâm đi, ta sẽ không mềm tay, khà khà khà. Lục Hạt cười tà miệng rồi cùng ba bé thành chiếu cảnh đi lên đài. Thủy Nhật Hoa ôn quyền tiến lên một bước nói ra: Các vị, lúc trước thực sự là chúng ta xử sự không thích đáng, các vị có lời oán hận cũng không lạ, nhưng vừa rồi các ngươi đã giết hai đệ tử chúng ta, hạ người vong ân phụ nghĩa, bây giờ muốn cầu xin tha thứ sao? Muộn rồi. Lục Hạt hừ lạnh nói. Thủy Nhật Hoa còn muốn nói thêm bị Sở Quốc Thành đưa tay ngăn lại. Nhật Hoa sư tỷ không còn nói thêm, dù sao đứng trên đài là phải chém giết, không có liên quan gì đến ân oán tình cừu, một khi bước vào nơi này thì đã định trước mọi người không được đưa tay. Không hổ là bạn cũ của Trác quản gia, nhìn thấu mọi việc, chỉ là đối với ngươi ta cũng không cần mềm tay đúng không? Lục Hạt cười lớn. Sở Khu Thành nhìn Trác Phàm thấy sắc mặt anh lạnh lùng liền bật cười nói ra: Ngươi sợ hắn sao? Yên tâm đi, chúng ta đã nói rồi, cả hai đều vì chủ, không cần lưu tình. Lục Hạt vụng trộm nhìn Trác Phàm thấy ánh mắt anh vẫn lạnh lùng mới yên lòng, xem ra Trác quản gia không quá coi trọng nữ nhân này, vậy thì đơn giản rồi. Người đến đây, Lục Hạt cười tà mị: Đã vậy thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc. Vừa dứt lời, Lục Hạt đại phóng khí thế hóa hư cảnh tam trọng cường đại, mang theo từng luồng xương độc màu xanh mãnh liệt cuốn tới bốn người. Đây là trùng kích thần hồn, mọi người cẩn thận kết trận.
Thế Duy Khoa hét lớn, sau đó cả bốn người tập hợp lại, trường kiếm trong tay lấp lóe bốn tia sáng kỳ dị. Một tiếng, dựng lên một đạo bình chướng vô hình. Đạo khí thế cường hãn hung mãnh đánh tới bình chướng phía trên, lại giống như gió nhẹ lướt qua giống mặt nước, chỉ là nhỏ nhẹ nổi lên một tia gợn sóng thổi bay đi. Lục Hàn quá mức sợ hãi, hắn vài ba lần không nghĩ đến trận pháp này lại có uy lực đơn giản trùng kích thần hồn để có thể đỡ được. Mọi người quan sát trận chiến cũng liên tục cực kinh ngạc. Khoảng cách giữa hóa hư cảnh và thần chiếu cảnh được xem như là vạn trượng, thế mà dễ dàng như vậy vượt qua, thật là kỳ tích. Song Long Chí Tôn không ngừng gật đầu tán thưởng, trận thức này đúng là rất khá. Khi Lục Hạt trùng kích thần hồn, sắc mặt Trác Phàm lại chợt nhiên khẩn trương, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, đồng tử phải phát ra một vầng sáng màu vàng óng, chuẩn bị tùy thời lên sân cứu trợ. Khi thấy bốn người bình yên vô sự, anh mới khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, thở dài ra một hơi. Từ trước khi đến Song Long Viện này, anh và Sở Quân Thành đã đoạt nghĩa tuyệt tình, nhưng thật đến giờ phút này anh lại không ngăn được căng thẳng, không khỏi có xúc động muốn xông tới. Loại tâm tình mâu thuẫn này không khỏi làm anh xoắn xuýt, anh nên tiếp tục đi con đường đã chọn kia hay là... Lục Hạt đáng chết, còn thực sự dám hạ tử thủ à? Trận thức biến hóa Chu Thiên kiếm trận. Thủy Nhi Hoa hét lớn, tứ nữ lần nữa tản ra, đúng là tứ phương vị. Kiếm trong tay phát sáng rạng rỡ, quanh người bọn họ một cổ khí lưu vô hình không ngừng dao động. Liên tiếp bốn người, Sấu Thành dẫn đầu, Thanh Hàn quang kiếm không ngừng tăng cường hàn mang. Lục Hạt siết chặt trong lòng, cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mạnh, không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ bốn người này liên thủ sẽ sinh ra uy hiếp đối với hắn sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Hắn là hóa hư cảnh, các nàng chỉ là thành chiếu, lợi dụng hợp kích trận thức có thể đỡ trùng kích thần hồn đã là không tệ, làm sao có thể uy hiếp được hắn chứ? Nhưng cảnh cáo từ đáy lòng sẽ không gạt người, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mạnh đó làm sao cho hắn không ngăn được mà chảy ra mồ hôi lạnh chứ? Huyền giai vũ kỹ xương độc phong bạo. Rốt cục Lục Hạt nghiến răng xuất đại độc chưởng mạnh nhất, xương độc xanh biếc đầy trời như vòi rồng cuốn tới các nàng. Bên trong còn ẩn chứa năng lượng thần hồn, để đánh trúng bốn người lúc này sẽ nguyên thần tán loạn mà chết. Thấy thế Trác Phàm đã quýnh lên, nhưng ngay lập tức lại thấy hai mắt tỉnh táo của Sở Quân Thành, anh mới an tâm thở dài một hơi, có vẻ chiêu này không làm gì được các nàng. Quả nhiên Sở Quân Thành hét lớn, ba người còn lại chụm kiếm lại, ba chùm ánh sáng đột nhiên bắn vào trong cơ thể nàng, hàn quang kiếm càng thêm tỏa sáng hào quang. Tứ nguyên quy nhất ngũ hành tụ khí, hàn quang lãnh nguyệt trảm. Sở Quân Thành vung trường kiếm lên, một trường kiếm lạnh lẽo hàn mang bắn mạnh ra. Oanh một tiếng thật lớn, phong bạo đúng là bị một kiếm xuyên qua đánh tan, đồng thời đào đánh quang không trì trệ tiếp tục phóng tới Lục Hạt. Lục Hạt căn bản không ngờ tới quy lực hợp trận lại to đến như thế, hắn toàn lực nhất kích lại có thể rung chuyển, bây giờ kiếm khí của đối phương phóng tới hắn lại khó có đường lui, chỉ có thể kiên trì chặn lại. Lại một tiếng vang thật lớn truyền ra, cả người Lục Hạt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu. Trên song chưởng đã ngưng kết ra băng tuyết rất lạnh, đồng thời cổ trùng kích lực cường đại tản ra tứ phía, ba người Thiết Ưng, Khuê Cương còn không kịp phản ứng cũng đã bị đánh bay xuống dưới đài. Dương Sát bất đắc dĩ xoa trán, ai thắng liên tục, tuy hắn biết ba người này lên sân có khả năng sẽ vô dụng, nhưng không ngờ còn vô dụng đến mức đó. Lục Hạt cùng bốn nửa thứ kia đại chiến không xem tay vào được đã đành, đây lại còn bị dư âm từ người ta chấm xuống đài, thật đủ mất mặt mà điều nãy cũng chứng minh trận thức hợp kích kia thực sự không đơn giản, có thể lấy bốn thành chiếu cảnh đánh tan hóa hư cảnh. Nghĩ tới đây, Dương Sát không khỏi vỗ nhẹ vai Trác Phàm thở dài, nếu người lên thì tốt hơn bao nhiêu, may mắn là ta không lên đó. Trác Phàm dương mắt liếc nhẹ Sở Quân Thành, bật cười lắc đầu. Dương Sát lập tức tức sạm mặt lại, mắng là chửi người cái thứ trọng sắc khinh hữu, chúng ta bây giờ ta thấy người không lên là tốt tốt, nếu không đến lúc đó không biết ngươi lại nhường chúng bao nhiêu. Mọi người quán chiếu lúc này thấy uy lực trận pháp liền quá sợ hãi, thán phục liên tục. Song Long Chí Tôn liếc nhìn nhau liên tục gật đầu âm thầm tán thưởng, đồng thời trong tay lần nữa xuất hiện danh sách trúng tuyển Song Long Viện. Chỉ có Lục Hạt không cam lòng bò dậy từ dưới đất, trong mắt đã lộ ra vẻ tức giận. Chu Thiên tứ nguyên trận không bàn mà hợp, hỗn độn vũ hành chi đạo có cả công lãnh thủ, cho dù là hóa hư cảnh trùng kích thành hồn vẫn có thể lấy Chu Thiên chi lực tiêu trừ, xác thực rất thần kỳ. Thật may mà Huyền Thiên Tông là Hạ Tam Tông đã có thể nghĩ đến trận thức thần diệu như thế ha. Vũ Thanh Thu đạm mặt gật đầu khen. Vì mà lại biểu môi, trận thức tuy thần diệu nhưng yêu cầu rất cao, không phải thường nhân có thể làm được. Đầu tiên người bố trận hẳn là nguyên linh chi thể cực kỳ hiếm thấy, Thủy Nhật Hoa là kim linh thể, thiếu nữ áo đỏ là hỏa linh thể, nữ tử áo xanh là mộc linh thể, lại phối hợp luôn cẩn trọng, thổ linh vi trung,
kết hợp thành một thể với đất trời mới được như thế. Nếu là người bình thường, ngũ hành khó thể chuyển đổi, trận này tất phân. Vũ Thanh Thu cười và gật đầu, đúng vậy à, trận này xác thực yêu cầu rất cao, không thể để người bình thường xài được. Đá định trước khó có thể tăng lên chỉnh thể thực lực của tông môn, nhưng đối với bóng người bọn họ lại là một đại sát khí, chắc hẳn sẽ trúng tuyển sang Long Việt. Rồi đột nhiên hắn chỉ Sở Quân Thành nghi hoặc nói, à, người nói nữ tử kia là thủy linh thể sao? Trông không giống lắm, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Thủy linh thể nhiều lắm là có thể phối hợp tự nhiên với hai người, nhưng vì sao ta thấy nàng là trung tâm đại trận chứ? Lực lượng từ mọi người bao quát dẫn động cẩn trọng chi được khắp nơi để sẽ ngưng tụ trên người nàng sao? Viêm Ma chậm chạp nói, nghĩ không ra, đường đường là thiên tài đệ nhất Tây Châu, nhãn lực cũng chỉ được như vậy mà thôi, ngươi không nhìn ra sao? Nhìn ra cái gì, chẳng lẽ ngươi nhìn ra được sao? Vũ Thanh Thu ngạc nhiên nói. Viêm Ma đắc ý gật đầu, đương nhiên nữ tử kia không phải là thủy linh thể mà là không linh chi thể, ngũ hành công pháp, các loại công pháp có thể tự nhiên tập luyện, nàng chỉ là vì phối hợp trận thức này tu tập thủy hành công pháp mà thôi. Cái gì, truyền thuyết thành trợ công không linh thể chắc sao? Vũ Thanh Thu giật mình rất lâu rồi thở dài, khó trách ta nói trận thức này sao cường hãn như thế, hóa ra là có nàng. Trong truyền thuyết không linh thể chất có thể chuyển đổi các loại trạng thái năng lượng tự nhiên khác nhau, là thể chất tiếp cận hỗn độn chi lực gần nhất, thật khó được à. Hà Thanh Tông nho nhỏ thế mà có thể tìm được kỳ tài bậc này, chỉ sợ cho dù là bất luận tông môn nào, nàng đều sẽ là đệ tử được cao tầng các tông đặc biệt chú ý. Vì mà gật đầu đồng ý, nhưng Diệp Lanh lại chậm rãi lắc đầu. Thể chất xác thực hy hữu nhưng thực lực không mạnh, trong mắt chúng ta lại không có gì khác biệt với thượng nhân, đợi ngày sau thực lực nàng tăng mạnh có lẽ sẽ thành một đối thủ tốt. Nhưng thể chất như vậy dùng để song tu có thể tăng cao thực lực rất nhiều đó. Nhìn Diệp Lanh, Viêm Ma nói, phảng phất nói chuyện với Vũ Thanh Thu, ngữ khí rất nghiêm túc. Giờ khắc này hắn đã một cách tự nhiên coi tiểu tử thần bí trở thành đối thủ đáng để kính tôn kính. Diệp Lanh cười nhạt, song tu tăng trưởng thực lực một nửa là do người khác cho, vĩnh viễn không thể trở thành lực lượng của chính mình, quá mức phù phiếm. Chư thiên thập đạo không có người nào là dựa vào song tu mà đạt lên đỉnh phong, bởi vì như thế đạo sẽ không thuận. Chư thiên thập đạo sao? Viêm Ma cùng Vũ Thanh Thu sững sờ, lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. Diệp Lên nở nụ cười thần bí, ha, chuyện này đối với các ngươi thì bây giờ rất xa xôi, bây giờ ta nói về thượng cổ thập đế, các ngươi nhất định chưa từng nghe nói, ha. Thôi, dù sao các ngươi chỉ là chú trọng thực lực bây giờ, còn đạp vào đại đạo cuối cùng mới là mục tiêu mà ta nhắm đến. Diệp Lanh nhìn chằm chằm vào mắt Trác Phàm, thâm thẳm nói, đúng không, Trác Phàm, toàn bộ đại lục chỉ có hai người chúng ta, từ vừa lúc mới bắt đầu đã một mực chỉ hướng đó. Viêm Ma và Vũ Thanh Thu run lên, hai người băn khoăn nửa ngày là đều không hiểu gì, chỉ cảm thấy cảnh giới hai người này hoàn toàn khác biệt bọn họ. Ở một phương khác, trên danh sách của Song Long Chí Tôn này đã sáng lên ba chữ Sở Quân Thành. Bạch Mi, nữ hoa kia không phải là thủy linh thể chất mà chính là không linh thể chất trong truyền thuyết. Hắc Nhiệm Chí Tôn vui mừng nói ra. Bạch Mi Chí Tôn gật đầu tán đồng, không sai, không linh thể chất bao hàm vạn vật, nếu không phải như thế, đại trận này không có khả năng tự nhiên mà thành, không có một tia tì vết như vậy. Có thể nói trận này nửa phần công lao trở lên là của nữ hoa kia. Huyền Thiên Tông lại có được năng lực tìm được người như thế này, thật khó được. Sở Quân Thành khó được, ba người còn lại cũng không tệ. Trận này đã cần bốn người cùng thi triển, vậy đứa các nàng đi cùng nhau đi. Nói đến đây, Hắc Nhiên Chí Tôn tăng thêm tên cho ba nữ còn lại. Mà hai vị Sao Long Chí Tôn đã quyết định người trúng chuyển trên khán đài, mọi người như ông vỡ tổ, từng tiếng reo hò, sợ hãi, thán phục liên tiếp phát ra. Phần lớn là kinh ngạc, trận này lợi hại, không tầm thường. Chỉ có mấy người đang cười nhạo lục hạt, hóa cảnh lại không làm gì được bốn thành chiếc cảnh. Cứ ở chỗ, những tiếng cười nhạo này còn truyền rõ vào trong tai hắn, khiến sắc mặt hắn trở nên âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt âm độc phẫn hận. Lục Hà tỉ mỉ dò xét trận thức, cuối cùng thu hồi lòng khinh thị lúc trước, bắt đầu trịnh trọng. Rất nhanh hắn phát hiện dòng năng lượng của trận thức này đều tụ tập lưu chuyển qua thân Sở Quân Thành, chứng minh nàng là mắt trận. Toàn thân Lục Hà lập tức tản ra ánh sáng xăm thanh thâm thẳm quỷ dị, một con tri chu cao to đến 50 mét xuất hiện, hai song đồng tản ra âm tà chi khí, hung hăng trừng mắt nhìn bốn người đối diện. Đây là thần hồn của hắn, hắn muốn xuất toàn lực. Mọi người cũng không khỏi nghiêm mặt, trên khán đài, người quan sát trận chiến, mặt càng hưng phấn, hóa hư cảnh toàn lực ứng phó, bọn họ rất ít gặp được. Xâm La, độc võng, Lục Hạt trống to, con nhện chảy ra khí thế, xanh biếc cuồn cuộn, bao trùm tất cả các nàng. Khi chạm vào kết giới của Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, những khí thể là đột nhiên lách đi, rồi tán ra dọc xung quanh vây các nàng. Tự nhiên từ xa, như một cái lưới nhện lớn đã bao trùm tất cả các nàng. Trác Phàm gật đầu,
đã biết tiểu tử này muốn làm gì. Chu Thiên, Tướng Nguyên Trần tuy không có kẻ hở, nhưng vẫn là câu nói kia, dốc hết toàn lực, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, trận thức có hoàn mỹ để không chịu nổi một kích. Mà cũng quan trọng là lực lượng này mạnh bao nhiêu, còn có phương thức sử dụng sức mạnh. Lúc trước Lục Hạt cường công không thành, bây giờ rất rõ ràng đã muốn dùng trí. Sắc mặt tứ nữ càng ngưng trọng, biết đối phương đã dùng toàn lực, càng cẩn thận hơn. Bỗng nhiên thân thể con nhện to lớn tựa như lò xo phóng đến tứ nữ, khí thế cường đại ép thẳng tới làm cho các nàng không khỏi bị khí tức trì trệ. Tứ nữ vội vàng truyền lực lượng cho Sở Quân Thành, thanh hàn quang kiếm trong tay Sở Quân Thành phát ra hàn mang càng lạnh lẽo hơn. Kiếm phong vẫy một cái, một đạo bạch quang phóng đi. Nhưng ngay khi bạch quang cùng con nhện kia sắp chạm vào nhau, con nhện lại bỗng nhiên hóa thành một cỗ lục lý lục khí. Nó tản ra, bạch quang không chút nào ngăn cản, bay thẳng ra ngoài, đánh vào hư không. Ngay sau đó, lục khí lại tiếp tục thổi tới kết giới kia, bám vào trận thức phía mấy người. Giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ, đây nào là khí độc xanh biết gì chứ. Rõ ràng là những bé nhện con, nhiều đến ngàn vạn con, vây quanh các nàng. Lục Hạt cười âm hiểm, thành hồn, độc bạo, âm âm âm. Một chuỗi dài tiếng nổ bạo xảy ra xung quanh trận thức, chỉ trong nháy mắt, tứ nữ biến mất trong vụ nổ. Thứ mà người có thể nhìn thấy chỉ có xương độc không ngừng tuôn ra, còn có kết giới thủ hộ đang không ngừng rung chuyển. Trác Phạm siết chặt song quyền, sắc mặt dần dần trầm xuống. Mọi người quan sát trận chiến, đầu tiên là giật mình, sau đó đều vỗ tay khen hay. Lục Hạt tâm tư kín đáo, ánh mắt độc ác, nhanh như vậy đã phát hiện sơ hở của trận này. Không sai, trận này tuy vận dụng Chu Thiên chi lực có thể tính được là thập toàn thập mỹ, nhưng dù sao cần bốn người hợp tác vận dụng chuyển đổi năng lượng. Ngay vừa rồi Lục Hạt cường công chỉ là giả, dù tứ nữ truyền hết lực lượng đến Sở Quân Thành, Sở Quân Thành trở thành lực lượng mạnh nhất, ba nữ còn lại tất nhiên sẽ trở thành yếu ớt. Ngay lúc đó Lục Hạt tránh đi cường kích từ Sở Quân Thành, hắn đi công kích ba nữ còn lại khiến các nàng không kịp trở tay. Phen bạo phá này chỉ sợ đại trận phải tán loạn. Bọn người Vũ Thanh Thu liếc nhìn nhau đều âm thầm tán thưởng. Lục Hạt lạnh lùng xì cười, ngừng bạo phá, chậm chậm đi thẳng tới trước chuẩn bị thu thập tàn cục. Thế nhưng ngay lúc này một đạo hàn mang đột nhiên lóe lên ra khỏi bụi, bắn thẳng đến mặt hắn. Hắn không kịp phản ứng, một đạo kiếm mang lạnh lẽo đã dừng tại nơi vị trí hiểm yếu của hắn. Lục Hạt kinh hãi thấy ba nữ còn lại đã bị vụ nổ làm cho thương tổn, khóe môi còn đang đổ máu, uể oải nằm dưới đất. Chỉ có Sở Quân Thành tay cầm trường kiếm lạnh lùng đâm vào vị trí hiểm yếu của hắn, mà quanh người nàng là một tầng băng xương lóng lánh. Không chỉ nàng, qua quanh thân ba nữ còn lại cũng hiện ra băng hàn ngăn cản những xương độc. Đồng thời Chu Thiên chi lực cuồn cuộn xuyên qua thân thể ba nữ, một cách tự nhiên hội tụ đến trên thân thể Sở Quân Thành, làm cho khí thế của nàng lúc này tăng nhiều, không dưới hóa hư cảnh một chút nào. Sao có thể được chứ? Không chỉ là Lục Hạt bất ngờ, mà những thiên tài Thượng Tam Tông như Vũ Thanh Thu, Viêm Ma cũng chấn động. Trên nơi cao nhất, Song Long Chí Tôn khiếp sợ đến nhau. Bé con này thế mà bằng sức một mình hoàn toàn khống chế Chu Thiên chi lực, thật khiến người khó có thể tin. Bạch Mi Chí Tôn nói ra, tràng cảnh như thế này người bình thường có lẽ khó nhìn ra tinh diệu, chỉ có số ít người mới có thể hiểu Sở Thành đến cùng là phải có thiên phú cao cỡ nào chứ. Mặc dù nàng chỉ là thần chiếu cảnh, nhưng trình độ nắm giữ lực lượng rất rõ ràng, đã đến cấp độ khó tin. Vốn dĩ trận thức cần bốn người hợp lực bố trí mới thể tận dụng khả năng phát huy uy lực trận thức, nhưng điểm yếu là bốn người bốn tâm, cho dù có anh ý cũng rất khó làm được cấp độ nhất tâm đồng thể. Cho nên Lục Hạt mới quyết định tấn công trận thức từ các phương vị khác nhau. Cứ như vậy, dưới nguy cơ lớn, chỉ cần có một người động tâm bất ổn, trận thức sẽ không còn vững vàng, rất nhanh sụp đổ. Và sự xác thực là như thế. Ba người Thúy Nhi Hoa bị chấn cho trọng thương là chứng minh tốt nhất. Trận thức của các nàng chỉ trong tích tắc gần như sụp đổ. Nhưng càng bất ngờ hơn là Sở Quân Thành là đột nhiên bằng sức một mình hướng trưởng khống toàn bộ Chu Thiên chi lực, ý và ưu thế không linh thể chất, ổn định đại trận này. Có thể nói ngay tại một khắc đó, ba người Thúy Nhi Hoa trừ việc cung cấp nguyên lực cho Sở Quân Thành đã không còn tác dụng gì nữa. Ngơ ngác nhìn bóng người uyển chuyển trước mặt, ba người Thúy Nhi Hoa nhìn lại nhau đều ngơ ngẩn. Chu Thiên tứ nguyên trận cần các nàng hợp lực mới có thể bố trận, nhưng bây giờ xem ra chỉ cần một mình Quân Thành là đủ. Người ta đây, ba người vừa hâm mộ lại vừa thất lạc, tựa như thứ của mình bị người khác cướp mất đi. Lục Hạt đổ mồ hôi lạnh, hung tợn nhìn Sở Thành, nhưng thấy Chu Thiên chi lực không ngừng võng thế tuần hoàn phía sau nàng, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên dè. Nữ nhân cũng là quái vật ta, trên đời làm sao có thể có người chỉ dựa vào sức một mình đã hoàn toàn khống chế trận thức hợp kích chứ? Lục Hạt cắn môi, hắn không phục. Liếc mắt nhìn thấy người xem tứ phía đang âm thầm cười nhạo, hắn càng sôi máu hơn. Kiếm phong lạnh lùng chạm vào vị trí hiểm yếu của Lục Hạt. Sở Thành đạp mặt nói, ngươi
thua rồi, nhưng né tình trắc quản gia nhà ngươi, ta không thương tổn tới ngươi, tuy ngươi đã đả thương ba tỷ mụ của ta. Nói xong, Sấu Thành vô tình hay cố ý liếc nhìn Trác Phàm. Trác Phàm lập tức quay đầu nhìn đi nơi khác, có vẻ tức giận vì bị một nữ nhân bán cho mặt mũi, thực sự là lầm lỡ tôn nghiêm. Nhưng có ai hay biết, đáy lòng quanh thực sự là thở phào nhẹ nhõm, nha đầu này cuối cùng cũng thắng rồi à. Dô Sắc thì tức giận đến mức dơ chân, đáng chết, bị Vân lão đầu tính kế hay à, thực sự là vận khí không tốt, sáu hóa hư cảnh thế mà trúng mỗi lục hạt, nếu trên đài có thêm một hóa hư cảnh, trận này có lợi hại hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Trác Phàm bật cười thản nhiên nói, Vân lão đầu chờ giờ khắc này thực sự là xa vời, nên hắn rút thăm bất lợi, rút trúng bốn hóa hư cảnh, và trận này hắn thất bại, chỉ có thể nói hắn đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Dư Sát bất đắc dĩ nói, chúng ta thua vậy sao người lão thể vui vẻ thế, hay là ta sớm nên nhìn ra người không muốn cho chúng ta thắng, nếu người ra sân thì tốt biết bao, có sao đâu chứ, dù sao còn có một trận đoàn chiến, chúng ta thắng chắc. Cái con cờ cá nhân chiến đoàn chiến đúng là cùng tổng hợp cho điểm, nhưng còn được tách ra khen thưởng, vậy thì sao chứ, ta chính là không muốn để Huyền Thiên Tông được đặt song song với chúng ta đạt được phần khen thưởng kia, hay là Dư Sát u oán nhìn Trác Phàm tức giận biểu môi, thấy bọn họ tốt là ta không chịu được. Bụng dạ hẹp hòi, Trác Phàm khinh bỉ thầm nghĩ, trưởng lão Bình Phán đã thấy rõ thắng bại, bèn lên tiếng, trận này Huyền Thiên Tông thắng. Trên khán đài liền ồn ào hẳn lên, mừng ngạc nhiên lại có càng nhiều chế giễu, hóa hư cảnh thế mà đánh ông lại thành chiếu cảnh, đây là do cao thủ hóa hư cảnh của Ma Sát Tông quá yếu, hay là bên Huyền Thiên Tông quá mạnh, chắc là quá yếu đây. Lục Hạt run rẩy cả mặt, khuôn mặt âm trầm, song quyền siết chặt. Ngay khi trưởng lão ra quyết định, Sấu Thành liền thu hồi trường kiếm, tản đi chu thiên chi lực, nhưng ngay lúc này một tiếng, Lục Hạt bất ngờ một chưởng đánh vào đầu vai Sở Quân Thành, đánh nàng văng ra xa, một chùm máu tươi tán loạn trên không trung. Quân Thành, Thủy Nhật Hoa giật nảy mình, lập tức xông lên đón lấy nàng, xem một phen thấy sắc mặt nàng trắng bệch. Trưởng lão Bình Phán thì xoay về Lục Hạt, bắt lại cánh tay sắp xuất chưởng tiếp theo của hắn, cả giận nói, tiểu tử ngươi làm gì đó, lão phu vừa mới tuyên bố kết quả, ta còn chưa nhận thua. Lục Hạt gầm lên, kết quả đã rất rõ ràng, tiếp tục đánh chỉ có con đường chết, ngươi còn có gì mà không phục chứ. Thế mà Lục Hạt còn chưa đáp lại thì một tiếng hét lớn lại vang lên từ phía Ma Sát Tông. Mọi người vội vã quay đầu nhìn lại, thấy Trác Phàm đã âm trầm đi tới, đương nhiên không phục. Thấy Trác Phàm, Lục Hạt như nhớ tới cái gì đó, bị dọa đến vội vàng cúi thấp đầu. Trác Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu không có chuyện gì, rồi nhìn trưởng lão Bình Phán, lại liếc nhìn về phía Sở Quân Thành, lạnh lùng nói, chính thức thắng bại không quyết thắng thua, chỉ quyết sinh tử, chỉ cần đối phương còn một hơi thì có khả năng lật bàn, cho đến trên đài trước khi một phương không thể để xử lý một phương khác hoặc là đánh rớt xuất đài thì không thể tính là phân ra thắng bại. Trưởng lão Bình Phán, ngươi không cảm thấy ngươi phân xét là hơi sớm sao? Việc này, trưởng lão Bình Phán há miệng không biết nên trả lời như thế nào. Đan Nhi đã tức giận hét lớn, Khuân Thành tỷ, có không nể mặt ngươi mới hạ thủ lưu tình với hắn sao? Nếu không một kiếm kia có thể đã chém hắn làm hai. Nàng nể mặt ai chứ? Ta là người của Ma Sát Tông, các ngươi là Huyền Thiên Tông, vừa vào xong việc chính là đối thủ sinh tử. Nhân tự nương tay chính là coi nhẹ tính mạng bản thân, người trách được ai chứ, tự làm tự chịu mà thôi. Trác Phàm hừ lạnh rồi nắm Lục Hạt, chúng ta đang ở Sang Long Viện, Sang Long Viện hành sự theo quy củ, trưởng lão đã phân xét như thế chúng ta nhận, nhưng chỉ là lần sau các nàng đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy, có mất mặt cũng đừng có trách người khác. Người Đàn Nhi tức giận đến trợn mắt lên, Sấu Thành vỗ vỗ tay nàng và lắc đầu nở nụ cười nhạt. Nàng nhìn Trác Phàm rời đi, nở một nụ cười nhu hòa, sau đó hai mắt khép lại ngất đi. Khuynh Thành, Khuynh Thành. Thủy Nhật Hoa giật mình, thấy vai phải Sở Quân Thành đầu cuồn cuộn hắc khí, không phải hét lớn, hỏng bét, chưởng kia quá độc. Trác Phàm chợt dừng bước, song quyền siết chặt, trong mắt lóe lên hàn mang, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, trở lại chỗ ngồi bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thấy thế, Lục Hạt mới thở dám thở dài một hơi, xem ra vì Trác quản gia này không có trọng cô nương kia. Đám người Thủy Nhật Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm, mặt mũi đầy vẻ tức giận, thầm nghĩ người đã ma đạo quả nhiên vô tình, trước kia chúng ta thực sự đã nhìn lầm hắn. Các đàm ôm lấy Sở Quân Thành về trận doanh Huyền Thiên Tông, mà người Huyền Thiên Tông để rất giận dữ, lúc trước Ma Sát Tông phẫn nộ bọn họ còn có thể hiểu, nhưng lần này hạ thủ lưu tình rõ ràng là bọn họ còn vẫn bị đánh lén. Vân Đương lão càng nhân cơ hội dạy bảo, thấy chưa, đây chính là bản tính ma đạo đó, trở mặt vô tình, chúng ta tuyệt đối không thể mềm tay với bọn họ. Khuynh Thành là bài học lớn nhất của các ngươi. Nhìn Sở Quân Thành mặt mày xanh xao, mọi người đều gật đầu, sắc mặt trở nên giận dữ. Qua chút ồn ào ngắn ngủi, Huyền Thiên Tông lấy được 8 điểm. Trưởng lão Bình Phán lần nữa hét lớn, trận thi thí thứ 8, đệ tử song phương lên sân. Huyền Thiên Tông, một tên đệ tử ngoại hình anh tuấn, thề muốn vì Khuynh Thành sư tỷ mà báo thù, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi lên đài. Nhưng khi hắn phát hiện đối diện là Nguyệt Linh hóa hư cảnh,
mới tỉnh người trở lại hiện thực, sắc mặt đau khổ, còn kém chút đã dập đầu cầu xin tha thứ. Lấy cái đạo hạnh tầm thường của hắn, hắn không có tư cách báo thù cho Khuynh Hành sư tỷ. Không có gì ngoài ý muốn, người kia bị Nguyệt Linh vung tay đánh xuống đài, chết ngay tại chỗ. Nguyệt Linh đi bộ nhàn nhã xuống đài, buồn bực ngán ngẩm, đối thủ thật sự quá yếu. Dưới sát lực nghiến răng nghiến lợi hét lớn: "Tốt lắm, cứ như vậy đi, đừng hạ thủ lưu tình, bọn họ đã lừa mất 8 điểm chúng ta, nhất định phải bắt bọn họ trả giá đắt." Khôi Lang chuẩn bị ra sân, Trấn An nói: "Yên tâm đi, dưới sát công phục, những trận tiếp đây chúng ta đều 10 phần chắc chắn. Đối phương không còn hóa hư cảnh, lại không có khả năng lấy ra nhiều trận thức hợp kích." Dưới sát khẽ gật đầu, bên kia Vân tướng lão lại nở nụ cười tà dị,